Xin chào các bác, chào toàn thể anh em. Hôm nay là ngày 23 tháng 9, em lên video hôm nay có một ít có mấy cái cán vợt và một ít cần phíp hai khúc ba khúc thôi. Những cái cần này dùng cho các bác câu đánh biển, đánh hoặc là câu lăng xê. Giá thì nó cũng bèo đâu, dao động từ 150 đến hơn 500 một chút. Lời đầu tiên thì em xin chúc sức khỏe toàn thể các bác, chúc các bác cùng toàn thể gia đình luôn luôn an khang. Để các bác chốt cái nào liên hệ với em qua số điện thoại 0969113285. Các bác nào có Zalo mà có kết bạn Zalo với em thì có thể liên hệ với em qua Zalo 0969113285. Và các bác cũng có thể kết nối Telegram hoặc là Viber ấy, cũng qua số điện thoại 0969113285. Vì cái Zalo bây giờ nó thu phí nên nó hạn chế, nó không cho em kết bạn với người lạ. Còn nếu mà bác nào không có trong danh bạ thì các bác có thể kết nối với em qua một số Zalo nữa là 0936550981. Giá em báo đây là chưa có phí ship. Phí ship mỗi đơn hàng đối với cần dài là 40.000 trên một đơn ấy. Em ship code toàn quốc. Đấy, cũng rất mong các bác xem kỹ và chốt hàng nó chắc chắn giúp em nhé. Đấy. Có nói cũng nói ở trên video này, thật sự em cũng nói thật với các bác luôn là em sẽ không ship code đến về Lạng Giang, Bắc Giang và Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu nhé. Hai địa phương đấy là em sẽ không ship code. Đấy là em muốn nói vậy cho nó dễ được lòng trước, mất lòng trước được lòng sau. Đó là Lạng Giang, Bắc Giang và Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu là em sẽ không ship code. Các bác nào ở trong địa phương đấy mà có muốn chốt hàng của em thì cũng rất mong các bác là cọc giúp em mới ship, còn không thì các bác có thể bỏ qua. Các bác không muốn cọc thì các bác có thể bỏ qua, các bác xem shop khác giúp em nhé. Vì ấn tượng nó quá là xấu nên là em không thể ship code đến hai địa phương ấy được, cũng rất mong các bác thông cảm. Thì sau đây em sẽ lên lần lượt từng mã. Đầu tiên là mã số 1 nhé. Mã 1 đây có một cái cán vợt này. Cái này nó dài 3,5 m. Cái này nó khá là nhẹ. Cái này nó khá là nhẹ. Cầm khá nhẹ. Cái này nó không quên chứng cần. Cái này 320 g. Cái cán vợt này bằng carbon đúng không nhé, cán vợt carbon này, dài 3,5 m. Cái loại này thì nó không cứng như những cái cán vợt bằng inox đúng không nhé, nó sẽ mềm hơn chút. Cái này thì rút ra nó cũng rất là thẳng bởi vì nó có 3,5 m thôi. Đấy, nó rút ra nó thẳng tưng luôn đấy. Cái này thì nó khá là cứng bởi vì nó ngắn. Nó có 3 lóng rồi. Cái này nó có 3 lóng rồi nhé. Cây này nó cái gì? Line cutter. Dài 3,5 m, hàng carbon. Đấy, cây này còn đẹp. Cái cây này đẹp quá nhé. Đấy, nó có xước răm nhẹ nhẹ thôi. Đấy, xước răm nhẹ nhẹ vài điểm. Đấy. Cái lóng thứ hai này đẹp quá nhé, lóng thứ hai đẹp, có vài vết xước rất nhẹ, xước mờ mờ đúng không ạ. Carbon, quai đeo vẫn còn nhé, có quai đeo rất đầy đủ này. Đấy. Cái cán vợt này nó còn khá là đẹp, có xước răm nhưng mà rất nhẹ thôi. Đấy. Xước răm răm vài vết nhẹ nhẹ như này thôi, đẹp, khá là cứng, rút ra thẳng cứng. Cái này mã C1, gốc 25, ngọn 14, nó nặng 320 g. Cái C1 này có giá 400.000 thôi. C1 400.000, còn khá là đẹp luôn. Tiếp theo cái C2. C2 đây có cây gì? ZXG. Cây này là của nó tên là Tama này. Tama dài 4,50 m. Đấy, hàng carbon ấy.
carbon là cái này là cán ISO, cán vợt ISO, ngoại hình thì nó có chảy xước này, chảy xước, chảy xước thôi. Cái đầu này đấy, cái đầu này nó như thế này các bác nhé, nó sẽ cắm cái vợt vào đây này, nó sẽ cắm cái vợt vào đây xong nó xoay nhé. Đấy. Đây nó có hai, nó có hình hai cái mũi tên này. Đấy, xoay tháo ra tháo vào. Đấy, nó có hai nấc cơ nhé. Đấy, cái này là tháo ra này. Cái này lắp vào thôi. Cái này nó có chảy, có cái chỗ này nó có bị oxy hóa chút nữa nhé. Rồi nó hơi ám ám rồi. Nó không bị sùi đâu, chỗ này nó dính keo. Cái cán này thì nó chảy xước, có chảy xước này. Dài 4 m, dài 5,4 m. Cái cán ISO này thì nó mềm quá nhé, cái này nó chảy xước này. Đấy, nó có chảy xước. Đấy, chảy xước đây, chỗ này chảy này. Đấy, chỗ này chảy xước ấy, chảy xước. Nó là hàng carbon. Nói chung là cây này nó xước khá khá này, chảy xước. Đây, vết xước coi nhé. Đây. Đây, bên này vết xước này. Đây, cán ISO, cán vợt ISO dài 5,40 m, hàng carbon này. Cây này thì nó không có dây đeo ấy, nó bị mất dây đeo, nó vẫn còn cái quai móc nối ở đây nhưng mà nó mất cái dây rồi. Cái này nó không có dây. Cái này mã C2 gốc 27 ngọn 15, nó nặng 560 gram nhé. Cây này chảy xước nhiều, chảy xước nhiều. Cây này em bán 380.000 thôi, 380.000 luôn, bán được luôn, dễ. Mã C2 nhé, 380.000. Tiếp theo mã C3. C3 đây cũng một cây ISO, cũng Tama Zero, Tama Zero GT này. Cây này dài 4,50 m. Cây này thì chảy xước khá nhiều, ngoại hình xấu, ngoại hình xấu ấy, chảy xước này. Bên trong nó cũng có chảy xước này. Cán carbon này. Cây này chảy xước. Cán này là cán ISO nhé, nó là cán ISO ấy. Đây, chảy xước này. Nó không dập nứt rồi ấy, chỉ chảy xước thôi. Đấy, ngoại hình hơi xấu, dài 4,5 m. Cán ISO này thì nó khá là, nó không cứng lắm, nó không không cứng khừ đâu mà nó. Đấy, chảy xước ấy, cây này chảy xước khá nhiều này. Chảy xước rộp tí sơn. Cây này thì dây đeo trước vẫn còn. Dài 4,50 m. Cán carbon. Cây này mã C3, gốc của nó 24 ngọn một ngọn 13. Nó nặng 480 g, mã C3 này có giá 350.000. 350.000. Tiếp theo mã C4. C4 đây cây carbon này. Cây này là cây Hyper. Cây này dài 4,5 m. Dài 4,5 m.
cây này nó chỗ này nó cũng có chảy xước ấy. Đây, chỗ này. Đây, chỗ này nó có chảy xước chỗ này. Nói chung bên dưới chỗ này thì còn khá đẹp. Chỗ này nổ tí sơn này. Chỗ này nổ vết sơn. Không có dập nứt gì nhé, chỉ có chảy xước. Mấy cái này nó toàn gen 12 thôi nhé, tất cả nó đều là gen 12 hết đấy. Quên không báo các bác là các bác cứ nghĩ là gen 10 về cứ vặn được vào cái vợt của mình là nó cái vợt của mình là nó không không vặn được đâu. Nên là về các bác phải chế ốc, về phải thay ốc vợt. Rồi, thì đa số cái vợt bãi này là nó là gen vợt của bọn Nhật thì là gen của nó dùng gen 12 hết, nó không nó dùng gen 12 hoặc là gen 8. Nó có loại bé thì nó dùng gen 8. Còn to này thì nó dùng gen 12. Thì nó không dùng gen 10 như mình thôi. Gen 10 nó hình như nó hay xuất phát ở Trung Quốc. Cây này thì còn khá là đẹp. Đấy, bên trong thì còn đẹp này. Đấy, phôi rất bóng luôn. Bên trong thì đẹp đấy, phổi bóng đấy. Chỗ này có vết xước, xước này. Nhưng mà cái này còn tương đối là đẹp. Chỗ này hơi chảy thì, chỗ này hơi chảy chút, chỗ này nổ vết sơn. Quai rất đeo đầy đủ, hai pơ, carbon, dài 4,5 m. Cái này mã C4, gốc của nó 24, ngọn 14. Nó nặng 460 g. Mã C4 này có giá 500.000 ấy. Mã C4 này 500.000. Tiếp theo mã C5, C5 đây là một cây span. Cái này carbon này, hai quai ti carbon. Ghi về tên span, dài 4,5 m. 4,5 m. Cái loại này thì nó bình thường thôi nhé, nó không cứng lắm đâu, nó không cứng khừ như là mấy cái cán to chà bá đâu. Cán này là cán loại nhỏ nhỏ thôi. Gen cũng gen 12, đầu gen 12 nhé. Cây này còn khá là đẹp này, bóng đẹp này. Dính dạng như kiểu cái keo dính bẩn này. Chỗ này lau là hết thôi, để lau là hết. Đấy, cây này không thấy có chảy nước gì đâu, nó cũng không được cứng ngắc đâu, mà nó vẫn hơi cảm giác nó hơi mềm mềm ấy. Đấy, cần cái cán còn đẹp. Đấy, quai đeo rất đầy đủ này, dây mới, dây rất mới luôn, dây mới. Cái này mã C5, gốc của 24, ngọn 14, nặng 405 g. Cái C5 này có giá 500.000 thôi. C5 500.000. Tiếp theo mã C6, C6 này có cây nó dài 6,3 m. Cây này nó ghi là Escort này. DX dài 6,30 m. Cây này sản xuất tại Hàn Quốc à. Made in Korea. Hàng của Waco ấy. Waco. Gen 12 luôn. Cái này còn khá là đẹp này. Còn khá đẹp với cây này. Đấy. Phôi rất bóng luôn, sáng bóng. Có một vài vết xước dăm rất là nhẹ thôi, cây này rất mới thôi. Cây này rất mới luôn.
Cây này mới quá nhỉ, rất mới. Cây này mã C6, gốc 32, gốc 32 ngọn 15. Nó nặng 765 g. Cây mã C6 này có giá 580.000. 580.000. Nhưng mà cái cây này rút ra, nó rút ra hết nó khá là võng thôi nhé. Nói chung là cái cây này nó không cứng lắm đâu. Nó khá là mềm đấy, nên các bác lưu ý. Rút ra hết nó khá là võng luôn đấy. Bởi vì em cảm giác cái cây này, cái cán này nó khá là mềm. Nên là các bác lưu ý về cái nếu mà các bác cẩu kiểu bạo lực thì khả năng là hơi khó. Mặc dù cái cán này nó, cái gốc của nó khá là to ấy, nhưng mà nó dài tận 6m3 cơ. Cây này có giá 580.000 quá nhé, mã C6. Tiếp theo mã C7. C7 đây có cây cần 3 khúc, cây này của Daiwa ấy. Cây này Daiwa dài 2m4. Cây này em bán, mấy cây này bán ra thành lý. Đây, 3 khúc dùng cho các bác câu ngâm, câu lăng xê hoặc là câu chơi ở nhà ấy. Câu nhà, câu ao, câu ao nhà. Hoặc là các bác đánh lăng xê được, những cây này các bác vẫn đánh lăng xê được. Nó cứng khoảng tầm 30 thôi. Cây này nó cứng khoảng tầm 30. Đánh lăng xê thì nó khá là cảm giác. Nó không phải là hàng bạo lực đâu. Đấy, ngoài hình thì chảy xước rất là nhiều luôn này. Chảy choét đấy, choét. Nhưng mà khoen hết của nó vẫn còn ok hết không nhé. Khoen ok hết này, không có sứt sẹo, không có vỡ gì hết nhé. Dùng cho bác đánh câu ngâm, lăng xê hoặc là câu chơi chơi thôi. Câu ao nhà. Đấy, bát thì bát vặn inox như này. Đấy, xấu nhé. Ngoài hình xấu, cái này oxy hóa này. Cần của Daiwa. Cây này mã C7, gốc 25, ngọn 2,6 ly, nặng 230 g. Cây này nó dài 2m4 ấy, dài 2m40. Mã C7 này có giá 100.000 thôi. C7 100.000. 3 khúc. Tiếp theo mã C8. C8 đây cây nó cũng dài 2m. Cây này dài 2m4. 2m7. Cây này nó dài 2m7 thôi. Cây này nó dài 2m7, 3 khúc. Đấy, dùng cho các bác câu ngâm, câu chơi, câu đánh lăng xê. Nói chung là nếu như mà các bác mà câu kiểu như là câu nhiều cần ấy, mà không giữ được, mà câu cứ nhiều khi cứ vứt vạ vứt vật nó, thì các bác chơi những cái cây cần như này được, nó vừa rẻ mà nó cái mức độ sử dụng của nó vẫn ok. Cây này thì nó khá là mềm quá nhé. Đấy. Đấy. Nó khá là mềm, cứng khoảng tầm 30 thôi, cứng khoảng tầm 20 đến 30 của cần phíp. Ngọn nó khá là dẻo này. 3 khúc dùng cho bác đánh nó cảm giác chút. Ngoại hình những ngó chảy xước. Chảy xước ấy. Cái chỗ này là kiểu nó buộc vào nhau này. Nó buộc vào nhau, nó cọ vào cái chỗ này này, nó cọ vào cái bát này, này. Nó chảy xước này. Cây này chảy xước khá. Cái khoen ghét của nó thì ok hết, khoen bu ghét ok hết. Không có dập nứt, không có hỏng hóc gì cả. Nó chỉ xấu thôi. Cây này mã C8, gốc 24, ngọn 2,7 ly. Nó nặng 250 g. Cây này bán 170.000 thôi. 170.000 luôn. Bán thành lý cho nó hết mấy cái cần phíp này. Mã C8. C8 này 170.000, 3 khúc, dài 2m70. Cứng khoảng tầm 20 đến 30 của phíp. Tiếp theo mã C9. C9 đều có cây cần 2 khúc này. Cây này dài 1m6. Cây này dài 1m6 nhé, cần đặc. Khoen thì khoen inox như này. Nhưng cây này rất mới.
Cái này mới không có vết xước nào luôn ấy. Nó có túi luôn, quen inox, quen inox nó xoắn như này, còn đặc cây này nó cứng khoảng tầm 15 20 đấy. Tầm 20 thôi, đừng có bác cũng chả biết cái này ấy. Chả biết là dùng để câu gì luôn. Gốc của nó thì như này, bạt vặn cần rất là đẹp luôn. Cây này mã C9, gốc 24, ngọn 2 ly 3, nặng 115 gram. Cây này có giá 100 nghìn. Mã C9 thì giá 100 nghìn rồi. Dài 1m6. Tiếp theo mã C10. C10 ở đây có cây hàng của Daiwa này. Cây này Daiwa dài 2m7, 3 khúc. Cây này thì nó còn tương đối là đẹp, không như nỗi xấu. Còn khá, ngoại hình còn khá coi nhé. Về cái này mà lau chùi gì nữa là còn tương đối là đẹp này. Cái chỗ này nó bám bẩn đấy. Bám bẩn. Nó có xước răm này. Xước răm này nhé. Cây này xước răm thôi. Hàng của cần của Daiwa. Cây này thì nó cứng tầm 30 quá nhé. Cứng tầm 30 dùng cho các bác câu ngâm, câu lăng xê, câu ngâm suối, sông suối. Như mấy bác ở trong miền Nam ấy, hay đi câu ở những cái sông, cái suối ở trong rừng ấy. Em thấy các bác hay hay chơi những cái loại như này này. Đấy, câu bằng câu ngâm lưỡi đơn. Đấy, như mấy bác ở trong miền Nam là hay hay dùng mấy cái này cần như này. Đấy, 3 khúc thôi nhé, dài 2m70, cần thì còn tương đối. Không đến nỗi xấu đâu. Cây này còn khá đẹp. Cây này mã C10. Gốc của nó 26, ngọn 3 ly, nặng 330 g nhé. Cây C10 này có giá 200.000. Cây C10 nó giá 200.000 nữa. Khoen gốc của nó ok hết này, không hỏng hóc gì này, tất cả khoen đều ok hết. Tiếp theo mã C11. C11 đây cũng có cây, cây này của Đài Hoa này. Cây này hàng của Olympic thôi, hàng của Olympic. Cây này dài 2m7. Là 2m7, nhưng cây này nó hụt đọt nữa. Cây này nó ngắn này, nó bị gãy đọt, nó hạ xuống đây. Đấy, tầm khoảng 10 phân nữa. Cây này nó còn 2m6. 2m6, khoen khiếc của nó đầy đủ hết. Cây này chắc dùng máy ngang, khoen bé tí xíu. Khoen này thì thấy như nó bọn nó cũng bó thủ công hay là bó kiểu gì đây. Đấy, cầm phít, ngoại hình xấu. Dài 2m6, hiện tại đang dài 2m6 ấy. Nguyên bản thì dài 2m7 nhưng bị gãy đọt. Cây này nó cứng khoảng tầm 20. Đấy, cứng tầm 20 dùng cho các bác câu ngâm, câu chơi trôi. Khoen thì bé tí xíu, cây này bán 100.000 ấy. Thành lý luôn. Cây này mã C11, gốc 24, ngọn 2 ly, nặng 240 gram. Đấy, C11 thì có giá 100.000. Đấy, ngoại hình chảy xước, có chảy xước ấy. Cây này thì thực tế là nó xước thì nó cũng không xước nhiều đâu. Nó nhìn nó cũ cũ rồi. Cái chỗ này thì nó cọ sát vào cái bát này, nó hơi chảy sơn này. Đấy. Mã C10 ấy. Mới C11. Cây này mã C11 100.000. Tiếp theo mã C12. C12 đây có cây cần đặc. Cây này là cây cần phíp đặc ấy. Sợi thủy tinh đặc. Cái đầu dòng dọc thì nó như này. Đây, bù dòng dọc này. Đấy, nó có cái bù dòng dọc. Nó bị hỏng một cái khoen đây các nhá. Hỏng cái khoen này, nó bị hỏng một khoen.
ngoại hình thì nó còn khá khá, không đến nỗi xấu, nó không có chảy xước gì mấy đâu. Những chỗ này nó bám bẩn này, có xước dằm vài chỗ rất nhẹ, chỗ này bám bẩn thôi. Cái cây này ngoại hình của nó còn khá là đẹp nhưng mà nó mỗi tội nó hỏng một que thôi, dài 2,4 m. Cây này nó dài 2,4 m 2 khúc, cần đặt khá là đầm tay ấy. Khá là đầm tay luôn. Cây này mã C12, gốc 24, ngọn nó 3,4 ly, nó nặng 580 g. Cây này mã C12 này có giá 150.000 thôi. Cây này có giá 150.000, cây này các bác có thể đánh bạo lực được này. Này nó là cần đặc, ngọn to, cần đặc mà ngọn 3,4 ly. Cây này các bác có thể đánh bạo lực được. Dài 2,4 m luôn. Mã C12 150.000. Tiếp theo mã C13. C13 đây có một cây 2 khúc, 2 ngọn. Cây này 2 khúc 2 ngọn, nhưng mà 2 ngọn thì màu nó khác nhau ấy, một ngọn thì khoen đỏ, một ngọn khoen vàng. Một ngọn thì nó cứng khoảng tầm 50, một ngọn cứng khoảng 30 ấy. Một ngọn cứng khoảng 50 đến 560, ngọn khá là to. Một ngọn thì các bác đánh cảm giác chút. Đây, cái ngọn to này, ngọn to này cứng khoảng tầm 560, khá là cứng, to 4 ly. Còn cái ngọn bé này thì mềm hơn này, ngọn bé này cứng khoảng tầm 20 đến 30. Ngoại hình nó còn tương đối là đẹp, cán gỗ. Cây này hàng của Olympic, dài 2,7 m, à đâu 2,1 m, 70 này. B72. Cây này dài 2,1 m, 2 khúc 2 ngọn. Cái ngọn khác màu này nó vẫn cắm bình thường quá nhỉ. Để. Vẫn cắm bình thường nhé. Không phải là nó lai hết vớ vẩn gì đâu. Khoen kia của nó ok hết, quen khoen đẹp luôn, khoen sáng đẹp. Cây này còn khá đẹp. Chỗ này có chảy sơn này. Chỗ này chảy sơn. Cây này mã C13, gốc của nó 28, ngọn một cái ngọn là 4,7 ly. Cái ngọn to là 4,7 ly, còn cái ngọn nhỏ là 2,2 ly thôi. Nó nặng 320 g. Đấy, cây C13 này có giá 280.000. Dài 2,1 m. Tiếp theo mã C14. C14 đều có một cây này nó dài 3 m này. 3 m, 3 khúc. Hàng của Olympic. Khoen thì khoen inox như này. Khoen inox như này, nguyên bản nó về nó như này thôi. Chứ không phải là nó hỏng khoen thì em chế cháo gì đâu, mà cái loại này cần thì nó như này. Cái khoen cái thì nó như này. Khoen cái, cái khoen inox to chà bá. Ngoại hình thì chỗ này bị chày này, chỗ này nó cọ vào cái vặn của cái bát này, này. Đúng chỗ cái bát luôn, đúng chỗ cái chỗ vặn của cái bát, cái chỗ nhám nhám dễ cọ sát nhất này. Chỗ này bị chày nhé, chày sơn này. Cây này nó cứng khoảng tầm 50, cứng khoảng tầm 560. Ngọn nó khá to, ngọn 3,7 ly. Dùng cho các bác câu ngâm, câu lăng xê. Những cây này các bác đánh lăng xê ok này, dài 3 m. Giá thì bèo rồi. Ngoại hình còn tương đối, những cái chỗ bình thường như này, những cái chỗ như này thì nó còn khá đẹp. Có bị chảy chỗ này nhiều này. Cần phíp với. Mã C14, gốc của nó 34. Đấy, cái tay cầm này là 34 này. Ngọn 3,7 ly, nặng 460 g. Mã C14 này có giá 200.000 thôi. C14 thì 200.000. Tiếp theo mã C15.
C15 đây cũng có cây cây này Olympic luôn. Olympic cây này dài 2m7. Cây này dài 2m7, 3 khúc. Khoen trước thì còn ok hết. Khoen cái đây, khoen cái, khoen inox gập này. Những cái khoen này của nó còn ngon này. Đấy, không hỏng hóc gì quá nhé. Không hỏng hóc, không sứt vỡ gì. Đấy, bù còn ok này. Ngoại hình thì nó cũng có chày xước này. Chày xước những cái chỗ này nó kiểu nó bó vào nhau như này, nó cọ vào những chỗ cái nó cọ vào cái bát này, nó chày xước này. Có chày xước quá nhé. Mã cây này mã C15 gốc 30 ngọn 3 ly 3. Cây này nó cũng cứng khoảng tầm 450 thôi, cứng khoảng tầm 450. Những cây này các bác đánh lăng xê ngon, cầu ngâm, cầu lăng xê. Mã C15 nặng 360g này. Cây này có giá 200.000 luôn đấy. Giá 200.000 luôn. Tiếp theo mã C16. C16 nên có cây này nó dài 3m6, hàng của Daiwa. Daiwa Tubulat 3m6, 3 khúc. Cần thì nó cũng có chảy xước này, chỗ này. Đấy, cứ hầu như cây nào nó đúng cái chỗ cái bát vặn này nó cũng bị chảy ở đây luôn nhé. Đấy, nó chảy sơn này, đúng chỗ cái bát này luôn. Thực ra những cái này các bác về muốn đẹp các bác chịu khó sơn lại một chút là đẹp. Cái loại phíp này thì sơn nó cũng dễ, nó không, nếu các bác muốn sơn thì nó cũng dễ thôi chứ nó không khó. Thì cần carbon, cần carbon thì thợ tay nghề cao thì muốn xử lý thì mới xử lý được, chứ còn các bác xử lý nó bong chóc hết, không không được. Đấy, có chảy xước nhé. Những cây này về các bác muốn spa lại một chút thì sơn lại một chút thì các loại cần phíp thì sơn lại rất dễ, bởi vì nó không hầm hố như cần carbon. Cái này các bác lấy mua cái miếng, mua cái giấy ráp Nhật ấy, cái miếng giấy ráp Nhật ráp nước để các bác đánh xoa qua cho nó nhám bềm, cho nó hết những cái vết xước xước này. Đấy, xong rồi lấy cái sơn xịt, sơn cũng được, cái bình sơn xịt, mua một bình sơn với lại một hộp bóng về là các bác có thể xử lý được. Hai hộp thì chắc mất tầm khoảng độ, mà phun làm gì hết hai hộp, mấy đường. Cây này mã cái bát cái khoen cái của nó to chả bá lửa luôn, cái lỗ khoen này nó phải to đến 40 quá, lỗ khoen này nó to 34 quá, mỗi cái lỗ này không, cái lỗ trong mà nó khoen ngoài của nó thì đến tận 50 51. Cái khoen cái này nó to 51, to chả bá luôn. Dài 3m6, hàng của Daiwa, cần phíp 3 khúc, dùng cho các bác đánh biển. Cây này cũng khá là cứng, cây này nó cứng, cây này nó cứng khoảng tầm 50 quá nhá. Những cây này nó cứng khoảng tầm 50 đến 80 đấy, trong cái khoảng đấy. Có chảy xước, cây này mã C16 gốc 32 này, ngọn 3 ly 6, nặng 615g. Mã C16 này có giá 250.000 quá. 250.000. Cái loại này em không bao ship luôn nhá. Em nói rõ luôn là em không bao ship, kể cả các bác lấy có 2 3 cây thì em cũng không bao ship, giá em bán thanh lý. Nên nó không có lời lãi gì đâu, nên là các bác đừng bảo là tại sao lấy 2 3 cây mà cũng không bao ship. Cái này em không bao ship nhá, thì ship 40.000. Tiếp theo đến mã C17. C17 đây có cây Olympic. À đâu, cây này là cây gì? NGK. Cây này dài 3m3. Đủ lắc gì? Khoen này. Khoen cái nó khoen inox này.
ba khúc luôn, dài 3m30. Cái cán thì cái gốc thì to cho bá này. Ở dưới hầu như cây nào cán gỗ này có mấy cây nó có cái lỗ để vặn cây con ốc vào đây, nó vặn con ốc vào đây làm gì thì em không rành lắm. Khoen của nó ok hết nhé. Khoen ok, khoen còn sáng đẹp luôn. Đấy, cây này còn tương đối có chảy ở cái chỗ cái bát này, chỗ nằm cùng với khu vực cái bát này là có chảy nhé. Nó cọ sát vào đây. Xước rằm, có xước rằm. Những cây này các bác đánh răng xê hoặc là câu ngâm đánh biển. Cây này mã C17, gốc 36. Đấy, cái tay cầm thì có nhé, tay cầm thì 36 này. Tay cầm bằng gỗ. Ngọn 3 ly 6, nặng 470g. Ngọn 3 ly 6 này, nặng 470g, cây này có giá 280.000 đấy, C17. 280.000, dài 3m3. Tiếp theo đến mã C18. C18 đây có cây cây này là của Daiwa của gì đây? Daiwa có nhé, Daiwa này. Daiwa PG. PG này, này là sợi thủy tinh luôn. Dài 2m40, độ cứng H. Cây này nó cứng khoảng tầm 50 của Fib. Cứng khoảng tầm 50 của Fib. Ở đây, nó ghi ở đây từ 35 đến 50 này. Đấy, từ 35 đến 50 thì cây này nó cứng chuẩn tầm khoảng độ 40 thôi. Đây, đọt. Đấy. Đấy, giá của mấy thằng Nhật bán này. Giá này là lúc mới năm 2007 à. 07 3.289 yên. Đấy, còn cái bên dưới thì chắc là xeo này. 2.990 yên. Đấy. À, nó tầm khoảng 600.000 gì đấy. Cây này còn khá đẹp nữa nhé. Này hơi chảy tí sơn thôi. Đấy, cây này đẹp này. Không ở trên này thì không thấy có chảy đâu ấy. Trên này không thấy có chảy luôn. Này. Cây này còn đẹp, cứng khoảng tầm 40, dùng cán thì như kiểu cán cần câu bè, nhưng mà thực ra những cây này các bác đánh răng xê cũng được, câu ngâm răng xê cũng được. À, nhưng mà cái này khả năng dùng cái máy ngang đấy. Cái khoen này rất bé nhé, khoen cái nó cũng rất bé đâu. Này đánh máy đứng thì nó ra nó thoát dây không, nó không 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 trơn như những cái khoen to. Nó không thoát dây bằng mấy khoen to. Thực ra đánh máy đứng thì các bác vẫn đánh được, chẳng nó chả sao cả đâu. Chẳng hạn như các bác câu ngâm suối, câu ngâm lưỡi đơn ở suối như mấy bác ở trong miền Nam hay suối ở trong rừng thì những cái cây này vẫn câu được, bởi vì những cái suối nó có to đâu, vài chục mét. Những cây này mã C18, cây này Fib đỏ ấy. Cây này Fib đỏ này. C18 gốc 27, ngọn 3 ly 7, nặng 265g. Cái này có giá 300.000, dài 2m4, Fib đỏ, đọt tháp. Tiếp theo đến mã C19. C19 đây có cây Olympic. Olympic Honolulu. Olympic Pride Honolulu, chả biết Lulu là chả biết. Ở Nhật Bản nó có cái đảo Honolulu hay sao đấy. Cây này nó khoen của nó cũng gập như khoen cái to chả bá, khoen inox. Những cây này dùng cho bác đánh biển, câu ngâm, câu lăng xê. Cây này nó khá là mềm ấy. Cây này nó cứng khoảng tầm 30. Cây này nó cứng khoảng tầm 30 thôi. Nó khá là dài. 3m3. Ngoại hình của nó còn tương đối. Có chảy xước. Nhất là cái chỗ sát, cái chỗ nằm cùng với cái chỗ vặn cái bát này. Có chảy xước. Nó màu đỏ như này. Cây này mã C
19 gốc 32. Đấy, 32 là cái cán gỗ này nhé, cái cán gỗ tay cầm này. Đấy, chùi có cái lỗ luôn, có cái lỗ vặn ren vặn ốc vào đây luôn. Ngọn 2 ly 4, nó nặng 480 gram. Đấy, cây này có giá 280.000 luôn, 280.000 luôn, rất rẻ rất bèo cho các bác luôn. Tiếp theo đến mã C20. C20 đây có một cây Shimano này. Cây Shimano này khả năng chất lượng này. Đấy, cây này là của Shimano các bác nhé. 3 khúc 2 ngọn. Cây này nó dài 3 mét mấy, 2 mét 7 đấy. Cây này dài 2 mét 7, 2 khúc 3 ngọn. À đâu, 3 khúc 2 ngọn, lộn. Cây này thì nó bị chày đấy, chỉ xước răm này. Xước răm. Cây này dùng cho máy ngang thì hợp lý hơn là dùng máy đứng. Dùng cho các bác đánh biển, câu trên thuyền nhất định được. Cái khoen cái thì nó cũng khá là bé thôi. Cái này các bác muốn nó to thì về các bác thay khoen cái khác. Hoặc là thực tế là nếu mà đánh tầm khoảng độ, các bác ném tầm khoảng độ vài chục mét thì những cây cây này thì vẫn ném thoải mái. Chẳng qua là cái khoen này nó hơi bé thì câu vào cái máy đứng thì nhìn nó không hợp lý thôi, chứ chúng ta ném thì vẫn ném bình thường. Đấy, cây này phíp đỏ đó nhé. Này, phíp đỏ rực luôn này. Đấy, nhìn cực kỳ chất lượng luôn. Phíp đỏ rực luôn. Hàng của Shimano. Đấy, có một cái lóng này. Có cái lóng gốc này, chỗ này chỗ chắc nó gác vào cái gì. Chẳng hạn như nó gác vào cái bờ đất, bờ đá gì, hay nó gác vào cái gác cần này, lâu ngày nó chảy này. Nó xước răm rồi các bác nhé, nó không chảy hẳn ra đâu. Nó xước răm. Cây này thì cái thông số của nó đây. Nó dài 2m70 này, 3 khúc này. Đấy, nó thu gọn vào 96 cm, nặng 380 g này. Một cái ngọn của nó độ cứng từ 25 đến 50. Đấy, cái ngọn bé nhé. Còn cái ngọn to độ cứng hát này từ 40 đến 80 nhé. Thì cái ngọn này, cái ngọn to nó cứng khoảng tầm 60. Cái ngọn bé nó cứng khoảng tầm 40 đấy. 35-40 đấy. Đấy, hàng của Shimano này. Cây này mã C20 đấy. Cây này C20 có giá gốc 25 này. Đấy. Ngọn một cái là 2 ly 7, một cái 4 ly. Cây này có giá 370.000 đấy. 370.000. Cái này em ghi đây là 430 g, là em cân luôn cả hai cái đọt thôi nhé. Em cân cả hai cái đọt đấy. Nếu mà cân một cái đọt thì nó ghi thì chắc là theo cái đọt, theo một cái nó ghi thế 380 g thì có nghĩa có chắc là của nó có một cái đọt thôi. Nó ghi chắc là nó tính cân nặng cho một cái đọt. Ba trăm bảy mươi nghìn mã C20. Tiếp theo mã C21. C21 đều có một cây Olympic. Cây này là cây Olympic Amazon. Olympic Amazon. Độ cứng S. Cây này thì nó dài 3m6. 3m6. Không thấy nó ghi đỉnh. 3m6, 3m9 đoán mò. Cắm thử vào cái thằng nó dài 3m6 thì dài 3m9. Cây này nó dài 3m9 các bạn. Dài 3m9. Cây này thì nó cứng khoảng tầm 50 thôi. Cứng khoảng tầm 50 dùng cho các bác. Cây này chỉ để các bác đánh bạt biển. Cây này đánh bạt biển thì hợp lý hơn. Để nó khá là dài. 3m9, 3m9 thì đánh lăng xê thì không đánh được. 3 khúc thôi.
cây cần này các bác đánh biển không? Cần rất đẹp luôn, Olympic màu xanh này, rất đẹp, khoen ghiếc sáng bóng, khoen sáng bóng luôn. Cây này nó gần như là không thể có chày luôn, bởi vì cái bát này của nó là cái bát cài, cái bát cài nên là nó không bị cọ sát như những cái kia, nó không bị cọ sát như cái bát vặn kia nên là nó không bị chày ở chỗ này thôi. Cây này rất đẹp luôn, 90%. Dài 3m90, cứng 50. Cây này mã C21, gốc của nó 38, ngọn 4 ly, nặng 595 g. Cây C21 này có giá 450.000 ấy. 450.000. Các bác mua. Cây này không phải hối tiếc gì luôn, thật sự luôn, 450.000 cây này. Phí ship 40.000 nữa. Thành 490.000. Cây này em đóng cái ống nước nó mất tầm khoảng độ 20.000 tiền ống nước này. Cây này mang đi ship chắc phải mất tầm khoảng độ 45 đến 50.000 tiền ship. Mã C21 450.000. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo đến mã C22. C22 cây này cây cuối cùng, cây này dài 3m6. Nó ghi đây là 12 này, 3 lóng này, 3 khúc này. 3m6 ấy, cây này là Olympic Amazon. Đọt to chả bá luôn. Cây này khoen gập ấy, một dàn khoen gập cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Dài 3m60 cây này. Pat Fuji FS7. Cán thì có cây này. Rất đẹp ấy, cây này gần như không thấy có vết chảy luôn, phải có một vài vết rất nhẹ đây, tí xíu rồi thôi, vài vết xước rất là nhẹ thôi, nhưng chỗ này nó bám bẩn bám keo này. Còn cực đẹp luôn. Phíp này còn vàng vàng này. Cái dàn khoen cũng chất lượng luôn đó. Khoen sứ xám luôn nhé, khoen sứ xám. Cây này mã C22, dài 3m6, cứng cây này cứng khoảng tầm 80 đến 100 thôi. Cây này cứng khoảng tầm 80 đến 100 của phíp, rất là cứng luôn, gốc ngọn to chà bá. Cây này các bác đánh bạo lực được luôn. Cây này gốc 37, 37 là cái tay cầm bằng gỗ này nhé. 37. Ngọn của nó 4 ly 2. Nó nặng 640 g. Cây C22 này có giá 520.000 ấy. C22 là 520.000. Cần rất đẹp. Khoen dàn khoen quá đẹp. $520.000 ấy. Thế trên đây cũng có 22 mã cả cần cả cán vợt. Bác nào chốt ngày nào liên hệ với em qua số điện thoại 0969113285. Trước khi kết thúc video thì một lần nữa em xin chúc sức khỏe toàn thể các bác. Em chào toàn thể các bác.